Đàn bà đánh bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ. Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Lương y. Ngày xưa, ngày xưa, ở làng nọ có một vị thầy lang rất giỏi. Anh không những có y thuật cao cường mà còn có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Mẹ anh không sao, và chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo đơn này là khỏi thôi. Lát nữa ta sẽ bốc thuốc cho. Tôi cảm ơn thầy nhiều ạ. Hãy cầm lấy số tiền này mua cái gì đó tẩm bổ cho bà nha. Thầy tốt quá, đã chữa bệnh miễn phí cho mẹ tôi mà còn cho tiền để mẹ tôi bồi bổ. Hôm nay tôi xin kết cỏ ngậm vành. Cứu chữa bệnh cho người dân là trách nhiệm của tôi mà, cậu đừng khách sáo quá. Thôi, tôi còn phải đi chữa bệnh cho nhiều người nữa, cậu chăm sóc cho mẹ đi nha. Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lang Tư đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Y thuật của ông đã giúp biết bao nhiêu người khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc đến tai nhà vua. Hễ ai trong cung có bệnh gì, nhà vua đều cho vời anh đến. Vì thế, những thái y trong cung cũng đem lòng đố kỵ với anh. Thầy Tư! Thầy Tư, vợ tôi đang nguy kịch lắm, xin hãy đến cứu vợ tôi với. Có chuyện gì? Vợ anh làm sao? Cô ấy bỗng nhiên nôn ra rất nhiều máu, mặt mày xanh lét, một hồi rồi bất tỉnh nhân sự. Xin thầy hãy mau đến cứu cô ấy với. Vậy để tôi lấy đồ nghề rồi đi cùng anh nha. Thầy Lang Tư! Nhà vua có lệnh, thầy Lang Lê Tư lập tức vào cung. Trong cung có chuyện gì sao? Quý phi đột nhiên bị sốt, nhà vua cho vời thầy Lang Tư vào cung khám gấp. Bị sốt sao? Xem ra cũng không có gì nghiêm trọng hết. Phiền ngài về báo với nhà vua, cho mời vị thầy lang khác được không ạ? Ở sao có thể thế được chứ? Mệnh lệnh của nhà vua đã nói rất rõ ràng là đích thân thầy Lê Tư, nhà ngươi phải vào cung. Ngươi không thể trái lệnh được. Nhưng mà tôi đã hẹn đến nhà của vị này để chữa bệnh cho vợ anh ta trước rồi. Hơn nữa, trong cung cũng có rất nhiều thái y mà. Ngươi cũng biết là trong cung nhiều thái y, nhưng nhà vua lại cho vời ngươi, chứng tỏ người rất coi trọng ngươi. Ngươi nên biết điều một chút, mà nếu ngươi không đi, ngươi sẽ mắc tội kháng chỉ là tội chết đấy. Tôi không kháng chỉ, tôi sẽ vào cung. Nhưng hãy đợi tôi đến khám xong cho vợ của người này đã. Vợ anh ta đang rất nguy kịch, còn bệnh của quý phi thì có thể đợi được. Còn người này, nếu như tôi không đến thì cô ta sẽ mất mạng mất. Làm gì có chuyện đó chứ, lệnh vua là trên hết, ngươi phải lập tức vào cung. Nếu không, ngươi sẽ phải bị tội chết. Mình hãy vào cung đi, là tội chết đấy, mình có biết không? Nhưng mà vợ anh ta... Tôi xin anh hãy đi tìm thầy lang khác đi. Chồng tôi phải vào cung, nếu không anh ấy sẽ bị xử tội chết mất. Nhưng tôi biết tìm ai bây giờ, tôi sợ vợ tôi không thể chờ được. Tôi vẫn phải đi cứu vợ của người này trước. Mình nói cái gì thế? Rượu mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt lấy hắn, áp giải vào cung cho ta. Tôi xin mình ra. Mà anh vào cung ngay đi. Thế nào, người muốn tự nguyện hay để ta phải dùng biện pháp mạnh đây? Tôi biết mình khó tránh khỏi tội chết, chỉ xin ngài hãy cho người báo lại với nhà vua để tôi đến khám cho vợ người này trước. Xong việc tôi sẽ theo ngài vào cung chịu tội. Ngươi! Mình ơi, mình đã bỏ tôi mà đi sao mình? Mình, tôi xin lỗi, nhưng tôi là một thầy lang, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Lương tâm của tôi không cho phép, mình hãy hiểu cho tôi nha. Ngươi lo cứu mạng người ta mà không lo cứu mạng mình sao? Ý tôi đã quyết, xin ngài hãy cho tôi được toại nguyện. Thưa đức vua, quý phi chỉ bị cảm nhẹ, thần đã kê thuốc cho người uống, chỉ vài thang là khỏi ạ. Tốt lắm. Thưa đức vua, Lê Tư đã được giải vào cung ạ. Mau cho hắn vào. Lâu nay ngươi luôn được nhà vua sủng ái, còn hơn cả thái y như ta. Hôm nay thì ngươi thân bại danh liệt rồi. Ngươi thật to gan, dám cãi lệnh của ta sao? Thưa đức vua, thảo chừng nào dám cãi lệnh người, chỉ là... Còn dám nói là không cãi lệnh. Ta bảo ngươi lập tức vào cung chữa bệnh cho quý phi, mà ngươi lại chữa cho vợ của tên dân đen kia trước. Thế không phải là cãi lệnh thì là gì? Xin đức vua hiểu cho, thảo dân là một thầy lang, nhiệm vụ của thần là đi cứu người. Ai bệnh nặng, ai nguy kịch hơn thì thần sẽ cứu người đó trước. Thảo dân thấy bệnh tình của quý phi chưa đến mức nghiêm trọng đâu, nên mới để sau ạ. Điều dân to gan,
Người dám mang quý phi ra so sánh với vợ của tên dân đen kia sao? Người là bậc cao quý, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn tất cả. Người nói thế là có ý khinh thường quý phi, khinh thường cả đất vua nữa. Thảo Dân không có ý đó. Thảo Dân có 100 cái đầu cũng không dám coi thường quý phi và đức vua đâu ạ. Chỉ là... Còn chối à? Nếu người coi trọng quý phi thì đã ngay lập tức vào cung khám bệnh cho người, chứ không phải trì hoãn như thế này đâu. Thưa đức vua, tội của hắn đáng chu di tam tộc đấy ạ. Thưa đức vua, thần không dám đâu ạ. Chỉ là thần thấy đã là tính mạng của con người thì ai cũng đáng quý như nhau, không thể phân hạng sang hèn. Người phụ nữ kia đang ở bên bờ vực của cái chết nên thần mới đi cứu bà ta trước, chứ không hề có ý coi thường quý phi vào nhà vua đâu ạ. Người em đi, đừng có ngụy biện. Dù thế nào thì ngươi cũng đã mắc tội kháng chỉ. Ngươi có thành mình thế nào cũng vô ích. Ngươi đã phạm tội chết rồi. Đúng, Thảo Dân đã phạm tội, nhưng Thảo Dân không hối hận. Vì nếu Thảo Dân không đến kịp, người phụ nữ kia sẽ chết. Thảo Dân xin chịu tội, chỉ xin đức vua anh minh đừng xử tội người nhà của Thảo Dân. Ai làm người nấy chịu, một mình Thảo Dân chịu là đủ rồi. Được, vậy bao lời hắn ra xử trảm. Quân đâu? Còn không y lệnh, mang tên Lê Tư này ra trảm đi. Người yên tâm, người sẽ không phải chết đâu. Bẩm ý người là... Thưa, sao lại thế ạ? Ta không trách tội người, trái lại còn ban thưởng cho người nữa. Ban thưởng? Người... người nói sao ạ? À, tâu đức vua, sao có thể như thế được ạ? Hắn đã phạm tội mà. Người thật là một lương y chân chính, y thuật cao cường, lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân mà không màng đến sống chết của mình. Nếu giết ngươi thì ta chẳng khác nào một hôn quân gian ác không biết lý lẽ sao? Ngươi cũng nên học đức tính này của Lê Tư đi. Dạ vâng ạ. Ngươi đúng là một vị vua anh minh, tạ ơn ngươi đã không trách tội ạ. Ngươi đâu, ban thưởng cho thầy lang Lê Tư 100 lạng vàng. Tạ ơn đức vua đã ban thưởng, nhưng thần có một tâm nguyện. Thần muốn đổi vàng được ban thưởng này thành gạo trắng để ban cho dân nghèo cứu đói, có được không ạ? À? Được, được chứ. Ngươi quả là người có tấm lòng cao cả. Đất nước này có những lương y như ngươi thì quả là phúc của muôn dân. Tạ ơn đức vua. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ. Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Người rừng khổng lồ Gali. Ngày xưa, có một vương quốc nọ nằm giữa một vùng núi rừng rộng lớn, bạt ngàn. Gần cung điện của đức vua có cánh rừng hoa trái tự nhiên, cho trái chín bốn mùa, nào táo, nào lê, nho tím đỏ mọng. Đức vua xem đây là tài sản của riêng mình, không cho bất cứ dân chúng nào lui tới. Nói thêm về đức vua này thì đây là một ông vua tham lam, tham ăn uống, tham của cải, thêm nữa lại vô cùng hung bạo và độc đoán. Nhớ giáng lệnh cấm khắp cánh rừng hoa của ta, cấm bọn dân đen được bén mảng. Còn bây giờ bảo nhà bếp mang lợn quay lên cho ta. Tuân lệnh đức vua. Thế rồi bỗng đâu sau một đêm cây rừng bị đốt rụi một gốc, quả rơi dập lả tả. Trời ơi, là kẻ nào đã đốt gốc rừng kia, làm rụng hết quả chín trên cây rồi? Mau bẩm báo lên đức vua. Hỗn xược, mau khóa tất cả các lối vào rừng, tìm ra thủ phạm cho ta. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại. Nhiều ngày sau đó, khu rừng tiếp tục bị đột nhập. Giữa những gốc cây cháy rụi, một gốc rừng trụi trái chín. Huy động tất cả quân triều đình phục kích khắp các nẻo rừng trái cây 24/24 cho ta, bắt sống kẻ đột nhập. Tuân lệnh. Thì ra là một gã quái vật người rừng lông lá. Ôm chặt lấy hắn. Vì hắn mà cả tháng nay chúng ta không ăn không ngủ. Bị trộm một ít trái cây mà có được cả một kỳ quan chứ chẳng chơi. Không ngờ là người rừng vẫn còn tồn tại đây.
Cánh rừng này trước khi các ngài tới, cha ông tôi đã sinh sống, không ăn trộm của ai hết, chỉ là ăn chút trái rừng. Mỗi lần tôi tiếp đất từ trên cao thì tạo ra một chút lửa mà thôi. Còn thả tôi ra. Khoan đường, đừng có hòng, ta không chém đầu được phước của ngươi rồi. Mau cởi thiệp mời của ta đến quốc vương các nước lân bang đến thăm kỳ quan có 102 này. Phen này ta được sản phẩm của động và là nhất đời rồi. Đúng là của động. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không dám tin trên đời này còn có người kỳ quái thế này. Kể từ đó, người rừng Gali trở thành một món hàng độc lạ để các bá quan, vua chúa khắp xứ đến mua vui. Đức vua Tham Lam nhờ thế thu hồi về không ít bạc vàng. Ai cũng coi người rừng là trò vui. Chỉ riêng có hoàng tử Alex, con trai duy nhất của đức vua Tham Lam, là trái lại. Alex rất cảm thông và thường lén lui tới nơi người rừng bị giam giữ. Gali ơi, ngài đừng buồn nữa, ăn một chút trái cây đi. Mấy hôm nay ngài đã ăn gì đâu? Cậu hãy giúp tôi thoát khỏi đây với. Ở đây tôi sống không bằng chết. Tôi rất muốn giúp ngài, nhưng cha tôi, ông ấy sẽ... Tôi hiểu rồi. Gali ơi, tôi đã lấy trộm chìa khóa từ phòng cha. Ngài hãy mau đi đi, trước khi cả hai ta bị phát hiện. Tôi không sao đâu. Ngài mau đi đi, đi thật xa khỏi đây. Tốt nhất là rời khỏi vương quốc này luôn. Cảm ơn cậu, tôi đi đây. To gan, người có biết ngươi đã làm hỏng hết phi vụ làm ăn của ta hay không? Hoàng khách đến sáng nay đã sử dụng ta là kẻ lừa đảo. Thưa cha, con nghĩ việc cha giam giữ ngài Gali là hoàn toàn sai trái. Khốn láo, mày đâu? Tống kẻ tạo phản này khỏi cung cho ta. Cha, xin cha hãy suy nghĩ lại. Chúng ta không có quyền đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy đâu. Ngông cuồng, tống nó đi. Không tìm thấy tung tích của gã Gali đó thì đừng để ta thấy mặt nhà ngươi nữa. Cha, cha. Mình không hối hận, Gali. Nếu ngài ấy bị cầm giam thì đó đúng là cuộc sống địa ngục rồi. Từ giờ mình sẽ đi chu du khắp thiên hạ, bốn bể là nhà. Mấy năm sau, chắc có lẽ đêm nay mình sẽ qua đó xin tá túc rồi. Đây có phải ngài Gali? Alex, đúng là cậu rồi. Đã lâu lắm rồi, ngài không còn dùng trái cây nữa sao? Từ lần đó ta đến miền thảo nguyên này tự trồng rau củ. Sao giờ này cậu lại ở đây? Tôi thực ra sau khi để ngài đi, tôi đã bị cha đuổi khỏi cung điện. Nhưng không sao, bùng bạc khắp nơi thực sự rất thú vị. Tôi được biết thêm nhiều điều mới. Nhưng có lẽ giờ là lúc cậu phải trở về. Vương quốc của cậu đang cần đến cậu. Sao ngài lại nói vậy? Lẽ nào vương quốc tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Đêm đến ta vẫn hay qua các cánh rừng vì nỗi nhớ không thể dứt ra. Qua cánh rừng vương quốc của cậu thì thấy giặc ngoại bang đang chiếm đóng rồi. Ta rất hận cha cậu, nhưng cậu là ân nhân của ta. Cậu đừng lo lắng, hãy trở về đi. Đây là quả táo vàng báo vật từ đời cha ông ta để lại. Chỉ cần xoay nhẹ cuốn táo, một đội kỵ binh bằng vàng với vũ khí chiến đấu tinh nhuệ sẽ xuất hiện. Xong việc thì lại xoay cuốn táo một lần nữa. Cậu hãy cầm lấy nó, trở về cứu non sông mình đi. Xin cảm ơn ngài. Báo vật này hoàn toàn có thể giúp ngài thoát ra được khỏi ngục giam cầm với cha tôi. Sau khi ấy, ta không dùng đến vì việc đó gây ra nhiều tai ương cần thiết. Nhưng giờ là lúc cậu cần đến nó rồi.
mau trở về đi. Lẽ nào đây chính là quả báo của ta. Này, ông chỉ nghĩ vàng từ đâu mà ra? Có vũ khí lợi hại quá. Bào tháo quân. Alex trở về vương quốc, sử dụng quả táo vàng báo tộc, gọi ra đội kỵ sĩ vàng tinh nhuệ, đánh tan bè lũ giặc trước sự sửng sốt của vua cha. Hai tộc khác người trời truyền tin. Báo cho vua các người biết, vương quốc ta không phải là nơi dễ dàng động vào đâu. Trời ơi, Alex, là con đó ư? Con đã cứu cha và cả vương quốc này. Nhưng đội quân vừa rồi... Thưa cha, đội kỵ sĩ vàng ở trong trái táo này, đây chính là báo vật người rừng Gali cho con để cứu vương quốc ạ. Hả? Người rừng Gali? Dạ đúng vậy thưa cha. Con đi phiêu lưu khắp chốn và vô tình gặp lại ngài ấy mới biết được tình hình nước ta. Ngài ấy vẫn thi thoảng ghé qua các cánh rừng. Ngài ấy đã thúc giục con trở về ạ. Ta chính vì ta mà mọi tai ương mới xảy đến. Ta có tội lớn với ngài Gali và cả vương quốc này. Mọi việc đã qua rồi cha ạ. Khi ta hối hận thì không có gì là muộn cả. Biết đâu cha sẽ có cơ hội để xin lỗi và cảm tạ ngài ấy. Kể từ đó, không một thế lực nào dám lai vãng đến vương quốc với những cánh rừng hoa trái bạc ngàn ấy. Còn người rừng Gali, ông đã nhận lời xin lỗi của vị vua vương quốc và trở lại thăm cánh rừng hoa trái bất cứ khi nào ông muốn. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.